phóng nhanh, vượt ẩu. Bóp còi inh ỏi trong khu dân cư, gây ra khói bụi mù mịt. Đó là những bức xúc mà người dân phải hứng chịu mỗi ngày khi đi trên đường Nguyễn Xiển, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những điều đó đều xảy ra trong khung giờ cấm xe ben lưu thông. Đường Nguyễn Xiển có biển cấm xe có trọng tải trên 5 tấn lưu thông từ 6 đến 22 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên có biển cấm mà cũng như không. Mỗi ngày, mỗi giờ, người dân luôn phải chứng kiến những chiếc xe ben lao vun vút qua dòng xe máy. Từng đoàn xe ben chạy qua chạy lại như chốn không người. Nhiều lý do sao mà xe chạy nhiều khi lấn hai xe một tuyến đường mà lấn hai bên, lấn hết len hai bên luôn. Con đường này xe ben chạy rất là nhiều, rất là nguy hiểm và cũng xảy rất nhiều tai nạn rồi. Con đường nhỏ dày mà hai chiếc xe lấp nhau, trừ cái đường nội bộ thì có đường đi bộ rồi, có lẽ cái đường đi xe máy không có đường đi. Đó, người ta ép ta sát quá ta té ra. Tại ngã ba Gò Công, đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Xiển và Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã có gần 50 lượt xe ben chạy qua. Nhiều nhất là xe ben 15 tấn chở cát xây dựng. Đa số đây là các xe phục vụ các công trình trên đường Nguyễn Xiển, đường Phước Thiện và san lấp ở khu vực phường Long Phước. Vào trưa ngày 21 tháng 8 năm 2018, xe ben đang ôm cua tại vòng xoay Phú Hữu đã cán chết một người đàn ông 35 tuổi. Sau tai nạn, những người bên phía xe ben đã dùng sơn xịt lên biển số nhằm che mờ rồi rời khỏi hiện trường. Đúng một ngày sau, chiếc xe ben loại 15 tấn chạy trên đường Lò Lu đã cán chết em gái học lớp 4 và sau đó tài xế dùng sơn xịt che biển số rồi rời khỏi hiện trường. Mới đây, chiều ngày 5 tháng 7, một chiếc xe ben loại 18 tấn chạy trên đường Nguyễn Xiển trong khung giờ cấm đã cán nát tay của một người đàn ông chạy xe máy. Theo số liệu từ đội cảnh sát giao thông công an quận 9, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị này đã xử phạt hơn 1.600 trường hợp các xe đi vào đường cấm, trong đó riêng tuyến đường Nguyễn Xiển là 163 trường hợp. Do cái địa bàn của quận 9 là rộng, nó có là mấy trăm tuyến đường. Như vậy thì lực lượng cảnh sát giao thông chỉ không thể mà đáp ứng được bố trí 24/24 giờ trên một cái đoạn đường này. Là do cái thời gian cấm nó quá dài. Do đó thì chúng tôi là đề nghị là bên ban an toàn giao thông cũng như là sở giao thông vận tải là nghiên cứu là chỉ cho cấm cái khung giờ cao điểm sáng từ 6 đến 9 giờ và chiều là từ 16 giờ đến là 20 giờ. Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông quận 9, còn có một số người theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông để báo cho các tài xế xe ben. Khi có cảnh sát giao thông tuần tra thì xe ben sẽ ngừng chạy. Thế nhưng tình trạng này không phải mới xảy ra mà là kéo dài trong nhiều năm qua. Ngày nào xe ben còn tung hoành, ngày đó người dân quận 9 còn ngủ không ngon giấc.